Rất vui khi được gặp lại các con trong video ngày hôm nay. Cô có một câu đố muốn dành tặng cho chúng mình. Chúng mình hãy lắng nghe và đoán xem câu đố gì nhé. Đèn gì chỉ có 3 màu, chỉ bật từng chiếc đứng đầu ngã tư? Đố các con biết đó là đèn gì? Đúng rồi, đó là đèn báo tín hiệu giao thông. Đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh. Hôm nay, cô cũng biết một bài thơ nói về chiếc đèn báo tín hiệu giao thông rất là hay, muốn dạy cho các con đấy. Đó là bài thơ Đi chơi phố của tác giả Trần Nhật Thu. Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe. Bài thơ Đi chơi phố. Vịt cùng gà đi chơi phố, gặp đèn đỏ dừng lại thôi, không quá vội. Đèn vàng nổi tiếp đèn xanh, nào nhanh chân qua đường nhé. Ôi vui quá, sáng hôm nay bao điều hay, nghe đến thích. Vậy là cô đã đọc xong bài thơ rồi. Chúng mình cùng đọc với cô bài thơ một lần nữa nhé. Bài thơ Đi chơi phố. Vịt cùng gà đi chơi phố, gặp đèn đỏ dừng lại thôi, không quá vội. Đèn vàng nổi tiếp đèn xanh, nào nhanh chân qua đường nhé. Ôi vui quá, sáng hôm nay bao điều hay, nghe đến thích. Chúng mình vừa đọc cùng cô bài thơ gì? Đúng rồi, đó là bài thơ Đi chơi phố. Chúng mình cùng đọc lại với cô một lần nữa nhé. Đi chơi phố. Bài thơ nói về điều gì? Đúng rồi, bài thơ nói về chuyến đi chơi phố của bạn gà con và vịt con. Bạn gà con và vịt con khi đi ra phố đã tuân thủ luật an toàn giao thông đấy. Khi các con đi chơi phố, các con gặp đèn đỏ thì phải như thế nào? Rất chính xác, khi gặp đèn đỏ thì chúng mình phải dừng lại. Vậy kế tiếp là đèn gì? Đúng rồi, là đèn vàng. Vậy đèn vàng thì phải như thế nào? À, đèn vàng thì mình chỉ chuẩn bị đi thôi. Tiếp đến là đèn gì nữa? Chính xác, đó là đèn xanh đấy. Đèn xanh thì chúng ta mới được đi. Chúng mình vừa đọc học bài thơ Đi chơi phố, rất hay đúng không nào? Chúng mình nhớ khi đi ra đường phải có người lớn dắt các con đi và tuân thủ luật giao thông nhé. Các con đã nhớ chưa? Bây giờ xin mời chúng mình cùng đứng dậy và vận động theo bài hát An toàn giao thông nhé. Bà bố mẹ khi ở nhà nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các con.